Vâng, âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong clip muộn của buổi tối ngày 30 tháng 12 năm 2020. Vâng, tại thời điểm như bây giờ cũng là 20 giờ 56 phút. Vâng, gần 21 giờ rồi, còn 4 phút nữa là đến. Xin lỗi, 4 phút nữa là đến 9 giờ tối. Cửa hàng âm thanh Lê Hạnh vẫn đang được chào đón một đoàn khách hàng có địa chỉ tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Vâng, các bác thì cũng cách cửa hàng âm thanh Lê Hạnh khá là xa và trời rất là tối lạnh. Các bác cũng vẫn về cửa hàng âm thanh Lê Hạnh để lựa chọn các thiết bị bên cửa hàng cung cấp như sau. Thì các anh có lựa chọn là một chiếc đầu CD có modem 1650GL, còn nguyên thùng xốp và khiển zin. Vâng, khách hàng thì về trực tiếp cửa hàng đã lựa chọn được sản phẩm bên cửa hàng cung cấp thì là một chiếc đầu, quý vị và các bạn chỉ cần nhìn đáy của sản phẩm thôi kia rất là sáng. Vâng, những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh lựa chọn các thiết bị về để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng. Cửa hàng luôn lựa chọn những sản phẩm đẹp và chất lượng. Vâng, sản phẩm có đắt hơn một chút nhưng khách hàng mà ưng ý thì cửa hàng âm thanh Lê Hạnh rất là vui mừng. Và ngày hôm nay thì chiếc đầu CD 1650GL mới về được một tuần thôi thì cũng đã được khách hàng chốt đơn ngay rồi. Vâng, sản phẩm thì nguyên thùng, giá thì dưới 16 triệu và trên 10 triệu. Rất là đẹp luôn và khiển zin luôn nhé. Vâng, khách hàng thì về trực tiếp cửa hàng còn có lời bình là sao chiếc khiển zin mà nó còn mới như vậy. Bởi vì những sản phẩm có thùng đắt hơn một chút nhưng sản phẩm rất là chất lượng rồi. Và trong clip hàng về của buổi tối ngày hôm nay thì qua clip này cửa hàng sẽ thông báo qua cho quý vị và các bạn có những sản phẩm gì về. Thì cửa hàng có về được 4 chiếc máy hút ẩm, chiếc màn hình kia rồi chưa đánh số nhé. Và có một chiếc điện thoại đá đang ở trên chiếc đầu Tech 25XS. Và có duy nhất một chiếc đầu Tapedex Akai 707 ở dưới chiếc đài, ở trên cặp loa 77A kia nhé. Rất là đẹp luôn. Mặt trắng phau luôn. Vâng, vậy cửa hàng cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới đoàn khách hàng có địa chỉ tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Vâng, anh Hùng thì về trực tiếp cửa hàng đã lựa chọn sản phẩm rồi và khách hàng chỉ cần nhìn sản phẩm đã là quá ưng ý rồi. Vâng, vậy cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.